sao đi làm về không về nhà về tiệm làm cái gì? Hôm nay con về sớm cho nên là chạy qua kia thấy người ta quảng cáo là cái Miracle Collagen này uống. Hải sinh collagen. Uống vào nó trẻ da cho nên con mua về cho mẹ. Trời ơi mẹ. Mà mẹ uống nó ít ít thôi, không có trẻ quá ra ngoài người ta tưởng hai chị em. Thằng khỉ này. Thôi được rồi, để cho mẹ. Mình phải trẻ khỏe để mình làm việc chứ. Vâng, thế phone mẹ đâu mà con gọi hoài không được. Mẹ hết pin để mẹ cắm trong kia kìa. Thế bây giờ mẹ dọn dẹp để con phụ cho mẹ rồi. Hôm nay là ngày mẹ dọn dẹp, thôi được rồi không cần phụ. Bây giờ lên đây, lên ngồi ghế đây, mẹ mở massage cho sướng. Ngồi ghế này sướng lắm con ơi. Thế à? Ghế này ghế gì mà lại đó gì đấy. Tao chưa mở massage mà sao mày ngoáy ghê thế? Không, hình như phone con nó rung. Trời ơi. Ai đấy con? Ai mà mặt mày tẽn tỏ thế hả? Ai? Mỹ Tiên, bạn gái con. Con nói chuyện tí. Có nghĩa là mình phải đi vào đấy. Alo. Ôi trời ơi, thế mới có, anh mới về có 15 phút mà đã nhớ rồi à? Đồ thương quá đi thôi. I miss you too. Ôi trời, thôi mổ cho bệnh nhân đi, không có lại quên cái dao cái kéo ở trong bụng bệnh nhân bây giờ. Thế thôi nhá, từ gặp sau đó rồi, bye bye, love you, I love you more. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xoa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Nói này này con, trời ơi mày làm gì mà mày dài mồm ra mày hát vậy hả? Trời ơi mẹ nhìn con thế này rung thế này là mẹ biết trời ơi sắp mất thằng con mất rồi. Này ngồi đây mẹ bảo, ngồi đây. Trời ơi đừng có chớp chớp mắt nữa. Trời ơi con Tiên nó làm cái gì mà con như mê mẩn vậy con? Mẹ ạ. Sao? Không biết tại sao mà 30 mấy năm nay bây giờ con mới được có cảm giác này. Trời ơi. Mà mỗi lần mẹ biết không? Khi mà con ngước lên nhìn Tiên thì tim con nó cứ rộn ràng, đập lung tung, thình thịch thình thịch. Ôi giời ơi. Mẹ ngồi ở đây. Sao? Mỗi lần Tiên cúi xuống nhìn con thì tâm hồn con, người con nó cứ tan ra như là nước ấy mẹ. Ôi giời ơi con ơi là con, mình là đàn ông thanh niên, mình phải cứ kiềm chế chứ. Chứ ai mà mới gặp con gái mà mày đã chảy nước ra rồi làm ăn cái gì được con? Hả? Mỹ Tiên, đúng là Tiên mẹ. Thằng khỉ, mới năm ngoái coi như là mày vừa mới nói là mẹ là bà Tiên tuyệt vời nhất trong đời con, mà năm nay lại có Tiên khác rồi à? Hả? Đấy là khác mẹ. Ngày xưa mẹ là Tiên. Bây giờ mẹ vẫn là Tiên. Bây giờ có Tiên trẻ thì mẹ là Tiên bà. Mồm miệng mày vừa phải thôi nhá. Đây này, mẹ nói thật đấy nhá. Dạ. Mẹ thấy con vui mẹ thì mẹ cũng mừng trong lòng lắm. Nhưng mà mẹ vẫn thấy lo lo. Mẹ lo cái gì? Thì đấy, cái vị thế của hai đứa. Tiên thì nó là bác sĩ, còn con chỉ là y tá, mà mình lại đàn ông nữa. Mẹ làm gì là mà lo cái chuyện đấy làm gì con? Tụi con bây giờ không tính những cái chuyện đấy đâu. Sao lại không tính? Ở trong bệnh viện ấy, con là y tá, Tiên là bác sĩ, nhưng mà vào bệnh viện thì cũng là chung là cứu người thôi, đâm ra là không có để ý mà... Bọn trẻ chúng mày thế, nhưng người lớn tuổi người ta nghĩ khác. Nhưng mà mẹ cứ hay coi thường con. Con là y tá thôi, nhưng mà con không phải dạng vừa đâu. Úi dồi ôi, thế ông không dạng vừa thì ông dạng gì? Con á, rất là nhiều fan. Hả? Úi dồi ôi, y tá mà cũng có fan à? Vâng, thì mẹ thấy không? Con làm bao nhiêu việc từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, nguyên cái bệnh viện toàn fan con không? Ôi, fan con là ai? Bệnh nhân. Trời ơi, trời ơi. Con giúp đỡ người ta này, con nhiều khi còn rửa ráy, còn đấy, tắm giặt, rồi là thay tã, thay quần áo cho người ta. Vất vả lắm. Người ta thích mà người ta cũng yêu mến mình. Mà nhiều khi những cái tâm sự của bệnh nhân ấy, con là người thấu hiểu. Cho nên là nhiều khi con còn hát cho người ta nghe đúng cái tâm sự. Hát đúng tâm sự là hát làm sao?
Ví dụ có cái ông kia, bác kia cũng nhiều tuổi, 72 tuổi. Về Việt Nam kia lấy một cô 27. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, thôi thế chết sang à. Bên này bị bỏ luôn. Đúng ngay, thế là vào bệnh viện cao máu. À, vỡ tim ra chứ còn cao máu là thường đúng không ạ? Con mới biết cái tâm lý đấy, con mới hát cho ông một bài. Hát bài gì? Tôi đã lầm đưa em sang đây để đêm dài nghe tiếng thở dài. Con ơi là con. Trời ơi mẹ nghe mẹ còn nấu cả ruột chứ gì đó. Mà mày sao cứ giỡn chơi với là bệnh nhân thế hả? Không, nhiều khi con còn phải nghiêm túc nữa chứ. Có những khi mà có những đứa trẻ mẹ nó vào bệnh viện mà nó bệnh thì mẹ biết là nó quấy khóc. Đến mẹ nó mà phải lả đi á. Đấy trời ơi, ôm đứa con ốm đau trời mẹ lắm con ạ. Rồi nhiều khi con phải ôm những cái đứa trẻ đấy, con ru. Những cái bài ru mà ngày xưa mẹ ru con ấy. À ơi, con có đậu cọc câu áo, ăn sung sung chát ăn đào, đào chua. Những cái bài ru mà mẹ dạy con từ thuở nhỏ con vẫn nhớ hết. Rồi Mỹ Tiên nó hỏi con là tại sao mà anh lại có nhiều những cái văn hóa để anh tâm sự với bệnh nhân, rồi anh lại còn biết hát ru nữa. Con toàn nói là do mẹ dạy không ấy. Ôi trời ơi, ông định tôi vừa vừa thôi. Tự nhiên có người yêu rồi cứ định mẹ à. Thôi được thế này nhá, mẹ dọn dẹp xong rồi mình về. Hôm nay nhà mình ăn bún thang, con đi chạy sang chợ mua cho mẹ ít rau. Bún thang là mẹ là số 1. Đấy nghịch nữa. Một tô bún này, cho bún nóng vào này. Rồi xong rồi thịt gà thái nhỏ ra rắc lên này. Xong rồi trứng thái chỉ này. Rồi hành khô, mộc nhĩ, nấm hương. Rồi một chút hành mùi. Rồi sau đó là cho tía tô vào. Thôi ông ơi, gà không ai ăn với tía tô cả. Vứt tía tô ra, mua rau răm cho vào. Tao học cái bà Nga hàng xóm ấy, như thế nhá. Rau răm. Thế bây giờ con đi mua rau răm. Rau răm. Rồi về nhá. Vâng. Thế con đi rồi con gọi luôn cho Mỹ Tiên là về đây rồi mẹ con mình về ăn đúng nhá. Rồi đúng rồi. Để rồi con chào mẹ. Ăn cho vui nhá. Dạ. Nhớ cho con nhá. Mỏi quá là. Oh hi. How are you? You want to nail right? Yeah. Okay, pick the color and I do it for you. Sorry, you don't need the color. Are you long or short? What? No. Can I see you? What? Can I see you? Oh my God, you so short. What? Don't worry, I can make you longer. What do you mean? Huh? What do you mean? I mean là I can make your nails longer. No. Oh my God, you scare me. No. I don't want anything. I just want you make me happy. Oh yeah, sure. Yeah, I will. I will make make you happy. Yes. Oh my God, sexual harassment. Oh my God. Ủa cái gì sexual? Tôi có làm gì đâu mà sexual harassment? Vietnamese. Yeah, I am Vietnamese. Trời ơi, sao Vietnamese nãy giờ không nói tiếng Việt, nói tiếng Mỹ làm mình nói tiếng Mỹ mỏi cả mồm à. Chị có cho tôi nói đâu. Ôi trời ơi. Xin hỏi thăm chị. Tại tội, ông ơi, vào đây làm cái gì? Cửa hàng sắp đóng, tiệm đóng cửa rồi ông ạ. Như là nếu mà ông muốn cái gì thì ngày mai trở lại. Bởi vì là chủ người ta về rồi, tôi chỉ là thợ ở đây thôi, nhá. Trời ơi, ước gì là chủ tiệm nail cũng đỡ. Hả? Xin lỗi, chị có phải là chị Hồng không? Ôi trời ơi, đúng rồi, tên tôi là Hồng. Tên tiếng Mỹ chị là Rosie. Ôi trời ơi, sao không biết cả nail danh của tôi nữa. Dạ. Tôi xin tự giới thiệu với chị, tôi là Lạc Đàn. Hả? Lạc Đàn. Lạc Đàn à? Không. Tên Lạc, họ Đặng. Đặng Văn Lạc. Vâng. Dạ đây là business card của tôi. Vâng. Ôi dạ. Ôi trời ông ơi. Ông làm gì mà nó lắm nghề, nó dài thòn cái business card của ông vậy ông? Dạ thưa chị, đây là mấy cái nghề mà trong mấy chục năm qua tôi từng trải ở cái xứ người này. Vâng. Tôi nhớ lại là những ngày tháng đầu tiên chân ướt chân ráo tôi sang bên đây á. Vâng.
Cái nghề đầu tiên của tôi là tôi làm cắt chỉ. Sau đó khá hơn, tôi chuyển sang cắt cỏ. Rồi cắt cỏ một thời gian, tôi chuyển sang nghề cắt mai. Nhưng mà thời đó tại tôi may áo đầm nhiều quá, có một số người đồn tôi bóng. Cho nên tôi tức quá, tôi chuyển sang nghề khác, không cắt nữa. Chứ làm gì ạ? Mà đập. Nghề xây dựng, construction đó. Vâng. Nhưng mà tôi chịu khó lắm. Tôi thường thường tôi mua nhà cũ, tôi sửa sang lại, tôi bán, lấy công làm lời. Vâng. Ví dụ như cái nhà khoảng chừng 100 mấy. Vâng. Tôi bỏ chừng 2-3 ngàn, tôi sửa sang là tôi bán 1.2 triệu. Đó. Vậy là cái nghề của tôi. Vậy là cắt cỏ rồi còn gì nữa. Dạ. Nhưng mà ông ơi, thôi bây giờ ông lòng vòng quá, ông cứ cắt cái này xong rồi đập cái kia, rồi chả hiểu ông vào đây làm gì. Thế thì bây giờ tôi cũng xin nói thẳng vào vấn đề. Vâng. Tôi là ba của nữ bác sĩ Mỹ Tiên, tốt nghiệp đại học Harvard Medical School với bằng MD. Ôi và trời. Con gái tôi bây giờ đó ha, là đang quen với con trai của bà, là cậu y tá Long á. Ôi trời ơi, quý hóa quá, bây giờ tôi mới biết ông. Ôi trời ơi, thế sao ông là ông Tiên à? Không, ba của Tiên nhưng phải là ông Tiên. À, thế à, thôi, bố Tiên mời bố Tiên vào đây. Ôi trời ơi, vâng, chào ông ạ. Quý hóa quá ông ơi, rồi đất ơi. Ông ơi, ông có dùng cái nước gì không? Ở đây mà cứ làm nguyên bộ chân tay nước là tha hồ uống nước, muốn uống. Không, chơi lộn rồi đó. À, vâng, ảnh hưởng nghề nghiệp. Vâng, đây tôi xin nói ông thế này nhé. Tôi về tôi cứ bảo cháu Long nhà tôi hoài. Sao mà ai mà lại có phước có đứa con gái vừa giỏi vừa xinh mà. Ôi dồi ôi, ông là phước lắm mà, cháu ngoan lắm mà. Đó, chị biết rồi đó. Vâng. Nuôi đứa con ở đây nó đã khổ rồi. Vâng. Thành nhân thành đạt mới là khổ hơn nữa. Vâng. Nhất là một người hoàn cảnh như tôi. Vâng. Gà trống nuôi con đó chị. Vậy mà con gái nó cứ làm tôi buồn hoài. Ôi giời, ông ạ, ông nói thế tôi hiểu đấy. Bây giờ bọn trẻ nó không như mình. Đấy, tôi nuôi con tôi biết mà. Tôi cũng thay chồng nuôi con đi ông. À, vậy thì ra chị cũng là gà mái nuôi con. Ông ạ, người ta có nói thì người ta nói gà trống nuôi con, chứ chả ai nói gà mái nuôi con bao giờ ông ạ. À, là bởi vì là mái là phải là nuôi con nuôi cái rồi. Đấy, vâng ạ. Xin vâng. Lỗi. Vâng ạ. Tại qua Mỹ lâu quá, tới giữa tôi quên. Nhiều khi tiếng Mỹ không rành. Vâng ạ. Rồi với lại con gái tôi nó cứ làm tôi buồn hoài, cho nên nó đầu. Ông ạ, tôi thấy cháu này học giỏi này, bác sĩ này, xinh đẹp này, ngoan ngoãn này, rất ư là bình dân, mà tại sao ông cứ buồn mãi làm sao? Đó. Chị thấy rồi đó. Vâng. Con gái tôi có sắc có tài. Vâng. Bằng cấp nó cao, có địa vị nữa. Vâng. Mà tôi chỉ biết là nó có bao nhiêu mai mối môn đăng hộ đối. Đúng vậy ạ. Nó không chịu. Vâng, thế là sao ạ? Nó lại đi thương anh đi tá con của bà làm neo. Ủa? Thế giờ nãy giờ ông nói mẹ con tôi à? Ôi, y tá là thằng Long mà neo là tôi à? Ôi giời ông ơi, ông đến đây ông nói chuyện đấy thì nói làm gì? Có gì đâu, tôi nói thật ông nhá, ông nói là cháu Tiên nó có bằng em đi chứ gì? Con tôi nó có bằng đi em đây này. Nó mà cất giọng hát lên một cái là em nào cũng theo nó hết trơn. Còn làm neo thì có cái gì đâu mà ông nói ông ơi, chúng nó đang yêu nhau cơ mà. Đây nè chị, bình tĩnh chưa, nghe tôi nói. Vâng. Tôi đến đây chỉ vì lo cho hạnh phúc thằng con chị thôi đó. Ơ, hạnh phúc gì, bây giờ trẻ nó yêu nhau rồi, tôi làm sao tôi nói được ông. Bây giờ chị nghe tôi nói, bây giờ vâng. Tôi thí dụ nha. Tôi thí dụ hai đứa nhỏ nó cùng làm một cái bệnh viện. Vâng. Mà con gái tôi á, vâng. Nó lại địa vị cao hơn con chị. Không ạ, thời buổi bây giờ phụ nữ người ta làm cao cũng nhiều lắm ông ạ. Rồi bằng cấp nó cao hơn con chị. Ờ thì nay mai cháu nó có thì giờ cháu nó học thêm thì lại bằng cấp lại nâng cao lên. Cháu Long ấy. Rồi cả chiều cao nó cũng cao hơn con chị. Trời. Đúng không? Cái đó thì đổi không được. Vâng. Đó, tôi nói chị nghe. Cái đó. Tôi nói chị nghe, bây giờ tôi hỏi chị nè. Vâng. Lúc mà con người ta đang yêu, con người ta mù quáng lắm. Vâng. Thấy không? Bồn mực yêu tới mức độ mà nhiều khi chu lè, chu lét cũng nhìn nó thơm nữa. Vâng. Cho nên rồi đám cưới làm sao? Nếu mà đám cưới à? Đám cưới làm sao? Before và after nó khác lắm. Thế à? Chị nghe người ta nói không? Hôn nhân là mồ chôn của ái tình. Hôn nhân là mồ chôn của ái tình. Đó. Đấy, ông nói câu đấy tôi phải suy nghĩ đấy. Khi mình yêu nhau, mình cưới nhau coi như là chết một lần đúng không? Mà nếu mà cưới rồi mà lấy phải thằng chồng cà trớn là chết thân lần nữa. Đó. Có nghĩa là người chết hai lần xịt ra nát tan ông ơi. Đó, thấy chưa? Tôi nói chị nghe nè, bây giờ nay mai này đó, hai vợ chồng nó đi ăn tiệc của những người trí thức là thế nào? Thằng con chị nó sẽ lạc lõng trong cái đám trí thức đó. Trong những người trí thức đó. Vâng. Rồi vợ chồng người ta kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ không à. Rồi tới phiên giới thiệu vợ chồng nó. Vợ bác sĩ, chồng y tá. Tội nghiệp nhỏ không? Thằng nhỏ nó sẽ bắt mặc cảm từ cái nhỏ sang cái lớn. Nhưng rồi mà mâu thuẫn này sang mâu thuẫn khác. Rồi nó xảy ra chuyện ly dị. Nè, mà tôi chưa nói nha. Rủi nay mai này nó có con, có cái rồi sao? Phận ông bà tôi với chị
đâu có cam tâm mà nhìn con của mình, nhìn cháu của mình đầu tuần này ở nhà của má nó, rồi cuối tuần ở nhà của ba nó. Chị chịu nổi không? Chị chịu nổi nó như vậy không? À, nhưng mà ông nói vậy bây giờ là ông muốn làm sao? Tôi muốn chị ráng nói con trai chị. Vâng. Buông con gái tôi ra đi. Ông ơi, chúng nó yêu nhau mà con tôi đâu có bám con ông đâu bảo nó buông. Không, tha. Ê, trời ơi, chúng nó đang yêu nhau mà con tôi đâu có bắt cóc con ông đâu bảo nó tha. Trời ơi, tất cả mọi thứ tôi là vì thương con chị thôi. Thôi được rồi, bây giờ như vậy tôi về tôi nói với cháu nó đã. Tôi phải bàn với cháu nó coi làm sao đó chứ. Rồi, con ráng nói nha. Ôi con, xe là con để đầy một xe rau rồi đấy. Ừ vâng. Bây giờ rau răm đúng không? Vâng. Thì tí nữa Mỹ Tiên bảo là về đây rồi là mẹ con mình về nhà luôn. Rồi, bây giờ con cứ về trước đi. Con về. Con cái chịu nổi không? Cha nói nhà chờ cơm. Đi thẳng làm tới nhà người dân ăn. Bác đây là tôi là ba của Mỹ Tiên nè. Ôi ôi. Để mẹ tiếp rồi. Con bây giờ lần đầu tiên con mới gặp. Ôi dồi, bác mà là bố của Mỹ Tiên khổ. Ở trên Facebook gặp suốt mà với mà chưa có gặp ở ngoài. Mà ở trên Facebook ảnh hình đẹp dài lắm, trông như là Brad Pitt ấy. Mà ở ngoài khác hẳn mẹ. Thôi con. Không, ở ngoài thì bác ấy cũng đẹp mà nhìn giống Quang Minh. Nhưng mà bác lịch sự hơn Quang Minh nhiều. Quang Minh ông đấy ông đều đều sao ấy. Con nói thôi được rồi. Thôi được rồi. Thế mà bác nhân tiện đây mời bác về nhà mình ăn bún thang mẹ con nấu luôn. Miệng cậu cũng ngọt quá ha. Thì đó, thì Mỹ Tiên cứ nói con là miệng ngọt như mía lùi. Tôi không có giỡn với cậu nha. Tôi không có giỡn với cậu nha. Đừng có bày đặt hạt mà đồ đeo chân đĩa. Sao cười? Đùa, bác là giỡn. Đĩa làm gì có chân mà hạt đeo đúng không? Ơi, con. Lộn. Ý tôi muốn nói á, là con gái tôi là hạt á. Cậu nhỏ như con đĩa vậy đó, đừng có dai quá nha. Nãy giờ tôi nói chuyện với mẹ cậu rồi. Tôi cho cậu biết, tôi với cậu không cùng một level. Thôi được rồi con ơi, thôi được rồi con sang đây. Thôi được, ông đủ rồi, ông nói con tôi được rồi. Bây giờ ông về rồi tôi sẽ nói cho hai cháu nó không gặp nhau. Mẹ không phải nói, sao mẹ lại nghe lời bác ấy. Tụi con yêu nhau cơ mà, con yêu Tiên. Nhưng mà trời con... Gì vậy? cái chữ yêu từ cái miệng cậu nói ra dễ quá vậy. Tôi cho cậu biết, để chứng tỏ một tình yêu cho một người không phải là dễ nha. Cậu có bao giờ trải qua khó khăn khổ sở những hoàn cảnh giống như tôi chưa? Ông ạ. Đây nè, cô Tiên nè. Tôi cho cậu biết, con Tiên lúc đó còn nhỏ đó. Mỗi khi nó ho, nó sổ mũi đó, tôi phải vác nó lên vai suốt một đêm cho nó có một giấc ngủ ngon nè. Rồi suốt 12 năm trời, cứ mỗi buổi sáng đúng 8 giờ 11 phút, chiều 2 giờ 45 phút, tôi đưa đón nó đi học không sót một ngày nào. Rồi tối một ngày đúng nó 18 tuổi, nó mua ao ra ngoài, nó bỏ tôi nó đi đại học. Cậu có tưởng tượng tôi đứng trong căn phòng trống rỗng của nó vì nhớ thương con mà khóc với thằng trẻ con hay không? Ông à. Rồi nó vô đại học đâu phải là sống đâu. Tôi gặp bao nhiêu là rắc rối, bao nhiêu là khổ sở, bao nhiêu... Trời ơi, có một đêm nó gọi điện thoại, nó bỏ học. Cậu cũng biết tôi phải ôm cái điện thoại thức nguyên một đêm cắt nghĩa nó, dụ dỗ bao nhiêu áp lực trong đầu của tôi. Ông à. Để được ngày hôm nay, cậu làm được như vậy hay không? Nếu làm được như vậy, hãy nói là yêu nó. Bác ạ, những hy sinh của bác, những nhọc nhằn của bác khi mà bác nuôi Mỹ Tiên lớn lên bao nhiêu năm trời, công lao của bác cháu không dám giành. Nhưng Mỹ Tiên còn cả một quãng đời ở phía trước, còn phải lập gia đình nữa chứ. Bác đâu có ở bên cạnh Tiên một ngày 24 giờ, một tuần 7 ngày và một tháng 30 ngày được. Rồi những áp lực công việc, đời sống khó khăn, bao nhiêu thứ Tiên có dám tâm sự với bác đâu, vì sợ bác lo. Nhưng mà lúc đấy chỉ có cháu ở bên cạnh Tiên thôi.
chúng cháu nhiều khi cũng chẳng nói với nhau được một lời nào, nhưng mà chỉ một ánh mắt nhìn hay là một cái nắm tay thôi cũng đủ cho Tiên cảm thấy ấm lòng lại, và chúng cháu cảm thấy đời này đáng sống hơn, thưa bác. Vâng ạ, cháu Long nó nói đúng đấy ông ạ. Tình phụ tử có cao thiêng thế nào thì mình cũng đâu thể nào so sánh với tình nghĩa vợ chồng được. Tôi nói tóm lại có nghĩa là có những cái mà cháu Long nó làm được cho cháu Tiên mà ông thì không làm được. Nôm na là như thế ạ. Thôi, trời đất ơi. Trời ơi, một người y tá như người làm neo. Rồi hôm nay học ở đâu văn chương cao sang, nó nói ra vậy? Thế là như nào? Mẹ xử lý đi. Để mẹ. Ông à, nãy giờ là tôi vì con tôi dằn lắm rồi ông ạ. Ông nói thế là tôi, con tôi với tôi không ăn nói cao sang được thì ngành nghề gì ăn nói cao sang được? Hả? Ông bảo là bây giờ ông cực khổ để ông nuôi cháu Tiên trở thành bác sĩ. Vậy tôi hỏi ông là ông có biết là có biết bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu kỹ sư, nói chung là những người thành danh là nhờ bố mẹ đi làm neo không? Hả? Tôi hỏi ông điều đấy đấy. Trời đất ơi, vậy tại sao chị làm neo? Chị không ráng dạy cho nhỏ tới bác sĩ luôn, tới y tá chị Hương vậy? Lại bác sĩ? Ông im đi nha, ông đừng nói đi nha, ông đừng đụng tới con tôi nha chưa? Thế tôi hỏi ông nè, thế thằng Long nhà tôi nè, nó có vòi vĩnh gì con gái ông chưa? À, ông có mất mát gì cho thằng Long chưa? Ông có mất mát gì cho cái bà làm neo này chưa? Hả? Nhưng mà những người mẹ như tôi á, lúc nào cũng muốn con của mình thẳng lưng ngẩng đầu nhìn đời. Ông nói đúng, thằng con tôi đây nè, những ngày mà nó đi học á, không bao giờ nó được điểm cao hết. Nhưng cả một những năm đại học á, những năm trung học của nó phải đi sớm nửa tiếng đồng hồ để nó đẩy một thằng bạn ngồi xe lăn. Rồi bây giờ vào trong bệnh viện, nó ca, nó hát, nó ru cho bệnh nhân người ta vui vẻ. Ông à, bố mẹ nào cũng muốn con mình thành ông này bà kia, nhưng mà tôi, với tôi rất hạnh diện vì con tôi là người tử tế. Kìa mẹ, thôi mẹ đừng khóc. Không, mẹ không bác. Khóc, mẹ không có khóc. Bác làm cho mẹ cháu khóc rồi đây này. Cháu đã hứa là không có để ai làm cho mẹ cháu khóc, mà ngày hôm nay bác làm cho mẹ cháu khóc. Đây là người phụ nữ quan trọng nhất của đời cháu. Thôi cho bác về đi, cháu không gặp Tiên nữa. Long. Long. Ôi cô Tiên. Sao anh mới nói gì? Sao anh không muốn gặp em nữa? Trời ơi. Ba. Trời ơi. Sao lại đến đây rồi bắt mẹ anh Long của con? Trời ơi, cô gái cưng của ba. Trời ơi. Nè, tôi cho cậu biết nha. Đây là người phụ nữ quan trọng nhất của đời tôi đó. Không ai được quyền làm cho nó khóc nha. Đây cũng là người con gái quan trọng nhất đời cháu. Ủa gì kỳ vậy? Ai cũng quan trọng với cậu hết vậy, ai quan trọng với tôi? Tôi nói ông nghe. Bà quan trọng thôi, bà đừng tới bà. Cái gì vậy? Trời ơi, con qua đây ba tôi, con sẽ đứng đó mọi người đó. Em qua ba đi. Con đi. Qua với ba con đi. Buồn xấu lắm con. Trời ơi, bác sĩ của ba. Bác sĩ nữa. Ở đây mình người nhà thôi à, ba gọi con bác sĩ kỳ quá. Gì con? Con biết là ba thương con. Ba rất là tự hào vì có con là bác sĩ. Ừ. Nhưng mà ba nghĩ đi, ở trong bệnh viện mà chỉ có con là bác sĩ thôi, không có những người như anh Long đây nè, thì bác sĩ không khám được mà cũng đâu có mổ được một mình đâu. Quá hay. Chuẩn luôn. Ừ, quá hay quá hay. Em nói được cái này là chuẩn. Bác với mẹ mà không biết gì về nghề nghiệp của tụi con ấy thì phải xem phim Bộ Đại Hàn. Trời ơi. Bộ Đại Hàn. Ở trong phim á, là khi nào mà bác sĩ mà mổ vào trong phòng mổ là nguyên một cái ekip mấy chục người phục vụ. Đúng. Chứ bác sĩ mà một mình thì mổ với ai? Ừ. Mổ kiểu gì? Rồi ai mà đưa khăn đưa kéo cho mà mổ? Không ai nữa. Đấy, con nói đúng đấy. Trời, con. Hôm nay con học ai mà con dám lý lẽ với ba vậy? Hả? Con mới học từ anh Long á. Không, cái này mẹ dạy. Mẹ dạy con. Trời đất ơi, con. Không lẽ bây giờ gì... Vì nó mà cô có đứng bà phê hả? Cô không thương ba hả?
Trời ơi, qua đây, qua đây. Thôi qua đi con ơi, để ba mày. Trời ơi. Trời ơi, con hạt của ba. Con hạt là con gì? Trời... À, anh ơi, con hạt là con gì? Hạt. Con chim. Hạt là một loài chim quý. Là chim quý. Ừ. Ông bà ba. Gì con? Thế ba chỉ biết yêu chim quý thôi. Ba không yêu những con chim khác à? Trời ơi, con, trời ơi, con, con, ai dạy con mà hôm nay tự nhiên con lý lẽ với ba hoài vậy? Anh Long cũng mới dạy con. Nửa Long nữa. Cái này cũng là mẹ dạy luôn. Nữa. Thank you. Trời ơi, con, bây giờ con cái gì cũng hai người này dạy con làm sao vậy con? Thế con không thương ba hả? Trời ơi, qua đây ba lạc nè. Không thương ba gì hết. Thôi lần này quá ôm ba cho ba vui đi con. Ba là ba của con sao không thương ba được. Con lại phải thương ba nhất. Ba là của con. Úi dồi ôi. Trùng hợp quá đi, trùng hợp quá. Ba em tên là Lạc. Ông mẹ anh lại tên là Hồng. Ba anh với mẹ anh cộng lại với nhau coi như là anh em mình nhắc nhở là con cháu của Lồng Hạt rồi. Cái gì Lồng Hạt? Là gì? Cái này em hơi bị nhầm. Cái này không phải là không có cái lồng nào ở đây hết. Nó là Lạc Hồng. Trời được ơi, Lạc Hồng. Ơ Lạc Hồng. Trời ơi, hôm nay biết lịch sử này nọ, ai dạy con mấy cái vụ này á? Lúc nào còn anh Long dạy con á? Cũng là mẹ luôn. Trời ơi, mẹ luôn. Long mẹ. Sao có cái gì cũng anh Long với mẹ vậy? Chứ ba bận rộn cả ngày, ba đâu có thời gian ba dạy cho con. Đấy, dành giờ cho con. Thì ba làm tất cả mọi thứ là cũng gì. Muốn cho con, nuôi cho con học trưởng thành. Ba cũng... Ý! À, cái này làm như có duyên rồi nha. Ba cũng biết lịch sử nha. Thằng này là Long. Long là rồng. Đúng rồi. Còn con là tiên. Rồng tiên. Ôi trời ơi, con. Ôi trời. Hay. Ba muốn học thì anh Long luôn à? Không, gì lâu hoài vậy? Không. Cái này là bố nói chứ anh chứng nhận là bố nói. Bố nói rồi chứ. Bởi vậy đừng có nghĩ là ba không biết nha, thằng này thông minh đó. Đấy, con nói cho bố biết. Mẹ con còn nhiều khi không nghĩ ra cái chuyện là dòng tiếng. Con nghĩ cho con được ba của anh Long là tụi. Bu ra, sao bố đi? Đâu, bác đẩy cháu mà. Mày, bu ra. Qua đây. Ao ao à. Ba nói con nghe nè, mình là đàn gái. Ba em lại mới nói đàn gái, ba em đâu có nói đàn gái. Mình là đàn gái muốn cái gì để đàn trai họ lộ ngỏ lời trước, đúng không? Thôi được rồi, đây tôi đàn trai đến đây, tôi đàn trai con tôi đây. Thôi thưa hai, hôm nay nè, con là đại diện đàn trai, con ngỏ lời như thế nào thật là hay vào để cho đàn gái người ta chấp nhận, nghe chưa? Để con ngỏ lời nhá, mình là đàn trai mà. Ừ. Đừng chảy nước nha con. Đừng. Mỹ Tiên. Tiên đây ăn. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Chiều một đêm trăng nào tới, đời chiều vàng hôn lên làn tóc. Đời một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trời ơi, ông coi này, thằng Long con tôi nó nằm gọn lõn trong lòng con Tiên đấy này. Trời ơi, dễ thương quá. Bây giờ tôi thấy nó xứng đôi vừa lứa quá. Trời ơi, tình yêu đẹp quá. Tôi thấy tình cảm của tụi nó lãng mạn quá. Ừ. Nó giống như tình yêu mà trước khi mà tụi chưa lấy vợ đó. Tôi nói chuyện nghe nó cũng... Sao? Thôi nhìn chị không dám kể. Ơi được rồi, bây giờ tôi nói chuyện nghe nè. Sao? Bây giờ tôi thấy rồi. Ừ. Nãy giờ tôi có nặng lời thì chị cũng thông cảm cho. Ừ. Tại vì thương con quá nó mới như vậy. Rồi cái thứ hai nữa cũng cảm ơn chị thay mặt tôi dạy dỗ nó những điều hay lẽ phải. Bây giờ tôi mới thấy. Vâng. Tôi mới thấy nha, không có cái gì qua được tình yêu. Đúng rồi. Mà tình yêu chân thật nữa. Ừ. Nó yêu nhau để nó gầy dựng hạnh phúc cho nhau. Đúng rồi. Không ảnh hưởng tới nghề nghiệp. Đúng, đúng rồi. Đúng rồi đó, ông anh nói câu đó hay đó. Dạ. Thôi bây giờ cả nhà mình về ăn bún thang nhá. Vâng, thế dạ. Thôi con mời bố mẹ đi. Khoan, nói cho rõ ràng. Nói bố mẹ, ta tưởng tôi với bà này vợ chồng nữa.
Cô mời ba là, cô mời mẹ Hâu. Ừ, cô bây giờ này, bây giờ chúng con nhớ nha. Bây giờ dù bất cứ nơi đâu, bất cứ nghề nghiệp gì, chúng ta cũng phải làm rạng danh dòng giống dòng tiền. Dạ đúng rồi. Dạ. Bạn Kiều, Diễm Dương, từ đây quen quá. Ông ra nào cho con hay, tự nhiên tất nhạc làm con mất hứng à. Mày làm cái gì đó? Mày lau nhà hay mày nhảy đầm? Dạ cả hai. Ừ dạ. Ê, cái gì? Ốc trời ơi, nãy giờ cũng sàn nhà còn ướt, cũng lau nãy giờ gần chết. Ông dẫm lên được kìa. Ô, ông nhớ thế trời, rồi mà mày ông cởi giày ra cho con cái đi. Trời ơi khó quá rồi, đây cởi đi. Trời ơi ông chủ ơi, ông chủ. Cái gì? Trời ông chủ ơi, mang nó dớ gì mà lồi ba bốn ngón chân nó kỳ quá ông chủ. À đi, mày bảo tao hà tiện, không phải là tao hà tiện đâu. Nếu mà cái chiếc bí tất này mà nó rách giống vậy thì tao cũng đã mua rồi. Nhưng mà đây này, mày kém quá, đi vào như thế này thì ai mà biết. Đây, đây này, đấy. Đi vào như thế này là người ta chỉ coi cái cổ này thôi chứ này. Trời, có thiệt phục ông chủ luôn á. Đây, nhưng mà dạ, mày biết lý do nào tao mướn mày về đây không? Dạ con biết chứ. Biết cái gì? Tại bị con có học. Ở đợi mà có học. Trời, ông chủ đừng khi dễ nha. Ở đợi với con có thiệt ông chủ à. Tốt nghiệp đại học trường làng á. Đại học làm trường làng làm gì có đại học. Ủa à, tốt nghiệp mẫu giáo. Tao mướn mày về đây ấy, là vì cái thời buổi này làm ăn khó khăn quá, rồi sanh ra trộm cắp, cho nên tao mới cần một cái thằng đàn ông khỏe mạnh ở trong cái căn nhà này, để nhỡ mà đêm hôm mà có trộm cắp về thì mày còn đỡ đần tao một tay, mày hiểu chưa? Ủa vậy ông chủ quên rồi. Quên cái gì? Ông chủ quên nhà mình có nuôi chó hả? Có nuôi chó để giữ nhà, nhưng mà khốn nạn là tao mua lầm cái con chó, nó có cái tật ngủ say quá. Thế cho nên là tao dặn mày cái này, khi nào mà mày nghe tiếng động tĩnh là mình có trộm trong nhà đó, thì mày làm ơn mày dậy mày đánh thức ngay con chó vậy cho tao. Ông chủ ơi, ông chủ lầm nữa rồi. Cái gì? Con nói thiệt chứ ông chủ nha, con còn ngủ say hơn là chó đó. Nhưng mà không sao, con nói ông chủ nghe. Ông chủ yên tâm. Cái chỗ này không phải chỗ mày coi. Dạ con ngồi đâu? Chỗ mày ngồi trong kia. Ở đâu ông chủ? Đó, trên cái bàn thờ đó. Không dám đâu ông chủ. Con ngồi nhỏ xíu à. Bàn thờ đã dành ông chủ ngồi. Nhưng mà ông chủ nói nghe, chủ nghe nè, ông chủ đừng có lo gì hết á. Để con lo cho. Mai mốt á, lỡ mà ông chủ có nghe động tĩnh gì, ông chủ nghi ngờ có con trộm ha. Ông chủ chịu khó đi. Ông chủ chịu khó chạy xuống kêu con. Rồi con chịu khó con chạy ra kêu con chó vậy. Rồi con chó chịu khó chạy ra cắn ông chủ. Không phải, phải cắn ăn trộm, cắn ăn trộm. Dạ. Bố. Ok con. Cô Hai. Anh Tư. Cô Hai mới dậy hả? Vâng. Cô Hai ăn gì không? Tôi nấu cho cô Hai ăn. Cảm ơn anh Tư. Dạ dạ. Con ơi, con ngó đồng hồ kìa. Mới có 11 giờ rưỡi trưa mà con dậy sớm đến đây. Con cứ dậy sớm như thế này là ốm đau rồi đổ bệnh đổ hoạn, nó lại khổ bố mày đấy. Bố cứ mắng con mãi à? Ôi trời. Hôm nay nó đi đâu mà nó làm dáng thế này. Này váy đầm váy đùng cẩn thận, thế này xinh quá, con bố xinh quá, đẹp quá. Này mày thấy con gái tao xinh không? Đẹp quá, con người đẹp mà thôi. Dạ tao hỏi thế thôi. Dạ. Nhưng còn con tao tao biết đẹp rồi mà bố. Bố ngồi xuống đây. Ông chủ để con sửa cái này lại cho bố nha. Dở. Cô hai dở. Cái trong này. Dạ mày đi ra chỗ kia lâu nhanh, đi ra chỗ kia lâu nhanh. Con ơi sao con dại thế, con ơi ra con trai con đứa mà nó bảo con dở chân là con cứ dở như thế thì khổ bố mày à. Bố này, bố, sao bây giờ bố còn ở nhà? Đáng lẽ là bố phải đi qua nhà bác Thông ăn cưới mới phải chứ. Thì bố đang lưỡng lự này, chả biết có nên đi hay không đây này. Bố nói vậy đâu có đúng, bác Thông với bố là chỗ thân tình, bố không đi là bác giận bố chết á. Thân thì thân nhưng mà đây này con nghĩ đi, bác Thông có tới 4 đứa con, thế bố phải đi mừng đám cưới 4 lần, trong khi bố có mỗi một mình con, tính ra thì lỗ quá. Bố. Thôi nhưng mà thôi bố chừa con ạ. À. Lần sau mà bố có mà kiếm bạn bè bố chơi thì bố chỉ kiếm cái đứa nào mà nó là triệt sản hay là nó hiếm muộn hay là có cùng lắm thì có chỉ một đứa con thôi chứ còn lỗ quá. Trời ơi ông chủ. Ừ. Con có ý kiến gì nè ông chủ? Ý kiến gì? Con nói chủ nghe. Con thấy vậy nè, hay là ông chủ để cho con đi vào bển cho. Con đại diện ông chủ con đi ăn đám cưới. Con muốn ăn đám cưới mà khỏi đưa bao thơ. Tại con người ở mà. Đúng. Người ta có chửi con đồ bận tiện, hà tiện không sao hết. À. Chứ lỡ ông chủ đi vào bển ăn đám cưới mà ông chủ mừng tiền người ta có chút xíu. Người ta chửi ông chủ đồ bận tiện là quê lắm ông chủ. Hả? Cái gì? Mày dạ. Hiểu cái mồm mày đó nhá. Dạ. Mày cứ cái thói mà con nhà lính đính nhà quan là có ngày đi ăn mày con ạ. Dạ. Bác Hoàng có
Ai đấy? Mày đang coi ai đấy? Dạ. Hả? Thảo ơi. Tiếng Anh như tiếng gì thư bố ơi? Để con ra con coi nha bố. Có nhà không nào? Đúng rồi bố ơi. Hả? Dì Thư lên. Dì Thư lên bố ơi. Dì Thư lên. Dì Thư lên. Dì Thư lên bố ơi. Thôi. Dì Thư. Dạ. Mày làm cái gì đấy? Dạ. Dạ. Dì Thư lên. Mày có biết Dì Thư là ai không? Dạ không. Ai của hai? Dì Thư là dì của tôi. Anh này vô duyên. Thế mà lên nhảy cỡn lên. Vô duyên. Thảo ơi. Ôi giời ơi, gớm cho rồi rồi, cháu tôi đây à. Nhớ gì quá. Trời nhớ mày quá, đúng quá, đó rồi, chào bác. Chào gì. Con khỉm sao giờ nó lớn thế. Để gì. Trời ơi, trời nắng hoa cả mắt mà vào nhìn mày là tao khỏe ngay lập vâng. Tức. Trời ơi, khỏe sao bác? Bác khỏe không bác? Vâng, tôi vẫn khỏe gì sao ạ? Vâng, em vẫn thường thôi, cái con khỉ này nó gì coi này. Ôi giời ơi, xinh quá. Việc mày quá gì ạ, đây gì lên đúng lúc này. Nó bèo nhèo với tôi cả ngày, nó cứ nói mà dẫn nó về thăm dì Thư, dẫn nó về thăm dì Thư. Tôi đang tính là tuần tới đây này, xin nghỉ phép thường niên là dẫn nó về, chứ không có là tôi rứt cả đầu với nó gì ạ. Thôi, khỏi đi đâu hết, dì lên đây rồi, thao gì cháu tâm sự. Ôi giời, anh dễ thường gần 2 năm không gặp mà anh vẫn như xưa nhỉ. Vâng, cảm ơn dì. Bố mày cái đen xì xì như củ súng ấy. Ôi giời. Đây, bác ơi, yeah. Sao mà nhà mà có tin vui mà sao còn giấu em? Nó vui gì đâu. Đây này, nhà có rể mới phải không này? Dạ. Ơ, không phải gì, anh này vô duyên. Vô duyên, không phải gì. Dì ơi, dì lắm, nói cái thằng này nó là người ở. Vâng. Ồ, thằng người ở đây à? Dạ, vâng. Thế mà người ta tạo tưởng rồi. Đây này, dì nghe này, tư. Dạ. Đi xuống dưới, pha nước chè cho dì, nhanh. Ông ơi. Dì gì? Dì Thư mới dưới quê lên, tự nhiên bắt ăn chè sao được. Nó khổ mày quá, tao bảo mày nấu nước pha chè cho dì, tức là pha nước trà đó, mày nghe chưa? Này, người Bắc ta kêu nước chè, còn trong Nam mới kêu nước trà, nghe chưa? Nước trà, nước chè. Ừ. Trời ơi, con người Nam mới nói trà, tự nhiên chè cũng đâu hiểu. Dạ, con vô lấy nước chè. Dì ngồi xuống đi dì. Anh mướn cái thằng ở gì mà tai ương thế. Trời ơi, mỏi hết cả người. Ghế sao mà nó êm quá. Người nó cứ bồng bành. Dì. Cái gì? Sao lâu quá dì mới lên thăm con. Làm con nhớ dì quá. Cứ mỗi lần mà con gặp dì á hả, con lại nhớ mẹ con. Sao mà hai người giống nhau đến thế cơ chứ? Ôi giời ơi, con mồm miệng nó kia đi. Mày đúng là mồm mà con bố mày rồi đấy, mồm miệng gớm chứ. Gì? Rõ khỉ. Tao với mẹ mày hai chị em ruột, không giống nhau rồi giống ai. Trời ơi, đại trời ơi, đứng xa xa thì ngắm đi coi. Ôi giời đất ơi, ngày nào mà bây giờ nó bỗng bồng thế này, nó xinh quá. Này, phước bảy mới đời nhà mày đấy nhá. Phước sao hả gì? Mày giống mẹ mày như hệt đấy. Anh coi này, cái chân mày này, cái mà sắc lẻm như thế này, giống mẹ nó quá anh nhé. Vâng. Rồi cái mắt, ôi dồi, mắt bồ câu, giống chị y hệt anh nhé. Vâng. Ôi dồi, còn răng nó đều tăm tắp, giống chị y hệt anh nhé. Vâng. Rồi coi như là, nó giống mẹ nó tật anh nhỉ. Mày may mắn đấy nhá, mày mà giống bố mày thì bỏ đời nhà mày rồi. Bố mày vừa xấu lại vừa đen anh nhỉ. Không, em nói hình thức trông thế chứ thật sự tính tình bố mày được cái này lại gian quá. Nó lại ngang rồi, đi nắng hoa gì téo cơ thì trêu bố mà bố. Dạ, có chè đây đi. Dạ, chè là tiếng Bắc, còn tiếng Nam là tiếng trà. Khát nước quá. Dạ, có mời ông vâng, dùng mời chè. Dạ, có mời dì Thư dùng chè. Cho em xin. Dạ, uống đi rồi xin tiếp. Không, cho em xin. Dạ, uống đi rồi xin tiếp. Đây nè, cái thằng kia người Nam đưa đấy, là người Bắc xin là bảo là cảm ơn đấy, mày hiểu chưa? Xin là cảm ơn. À, xin là cảm ơn. Ừ. Dạ, mời cô hai dùng chè. Cảm ơn anh. Dạ, cho em xin. Lâm lúc nó bực mình, nó chỉ được cái nó thành thật đó gì ạ. Như cái thằng dở người ấy mà. Thôi kệ, thời buổi giờ kiếm người thành thật nó khó lắm mẹ, thôi được rồi. Ai giời đất ơi, làm sao nào, muốn nói gì với gì nào? Chẳng mấy khi gì lên chơi với con. Ừ. Lần này là gì phải ở luôn với con hả bố hả? Mày lấy dây chói gì mày lại? Vâng, đấy, chói thì gì tao lại? Dọn cả nhà tao lên tao ở với mày đây. Vâng, đúng rồi. Cứ nói thế chứ công việc đồng áng đấy, bố mày biết đấy. Trời ơi, nó như lâu lươn đấy. Là việc không tên, chả có làm sao mà hết việc cả. Đấy. Nhưng mà dì ơi, bận thì bận chứ dì cũng phải dành thời giờ cho con chứ, phải không bố? Ừ. Phải ở với con ít nhất là một tháng chứ. Chứ không thôi mà mai mốt mà con đi lấy chồng rồi ấy hả, dì muốn gặp thì dễ gì mà gặp được. Ôi giời ơi, nó dọa em đấy bác ạ, gớm chứ. Đi lấy chồng, ngày mới ngày nào mày còn cởi chuồng lồng lóng mày tắm dì. Mưa dì. Trời ơi, tắm mưa không cho hay. Cái anh này
vô duyên. Thì đấy, mà bây giờ lại đòi đi lấy chồng. Mày khỏi lo, đây bố mày một bố một con. Bố mày gả gần như gả xa cho nó mất còn. Dạ, thế này vậy dạ? Nhiều khi gả người chung nhà á. Ừ, cho nó tiện. Ơ, cái anh này vô duyên. Như thế này gì ạ? Dì lên đây chơi thế nên là tôi mừng lắm. Vâng. Để cho nó đỡ phải bèo nhào với tôi. Vâng. Thế thì nhưng mà công việc nó như thế này. Dì thì ở dưới thành đâu phải ở thành thị giống như bố con mình. Thế việc đồng quê mà con biết là cái việc đầu tắt mặt tối tay làm hàm nhai. Thế thóc lúa ở ngoài đường có đâu có chạy qua nhà mình đâu được và đúng không dì nhỉ? Đấy trời ơi cho nên nó lắm việc lắm. Vâng. Thế hôm nay thì phần nhất là em nhớ cháu quá. Vâng. Thì em lên em thăm cháu đây. Vâng. Rồi còn phần thứ hai là thì em có cái chuyện này nó cũng khá quan trọng. Em lên đây để em xin thưa với bác. Không, như thế này gì ạ? Cái việc có quan trọng cách mấy thì cũng bỏ. Từ từ mình cạnh tích gì nhá. Không có, nhưng mà tại vì cái thế này này em cái này nó khó nói lắm nhưng mà em phải nói bác ạ. Là tôi đã bảo gì rồi, gì lên đây chơi là bố con tôi mừng lắm rồi. Cái việc quan trọng gì cũng gác qua một bên giùm tôi. Gì cứ nghĩ lại cho nó có sức đi đã. Được. Quan trọng quan trước thì mình tính sau. Ở đây Thảo đây, phụ gì dạ, lên cái này mà rồi dọn dẹp cái buồng cho gì nghỉ con nhá. Vâng. Đây. Đây. Này, bố dặn là kiếm cái nhẹ nhẹ mà bưng chung có sái tay lại khổ bố. Con trẻ mà bố khéo lo quá. Thôi bố mày xót con gớm, anh xót con anh, tôi không biết xót cháu tổ đưa lên tao nhà nông cho tao. Ôi gì này, ôi gì này. Dì thư mệt đỡ gì. Dạ, dì thư, cho con xin. Dì thư thẳng, này. Mình bảo đi gì hả? Mình bảo buồn á. Gớm nhà sang trọng máy móc, tinh tường quá. Khách khứa lên rồi, dạ. Lên đây rồi. Ngồi cho khỏe gì ơi. Nhà gì mà nó sang quá, tao cũng không dám bước cái này, láng quá trời láng rồi. Ai chà chà. Cái lợp bằng cái lá gì mà nhà nó mắt thế anh nhỉ? Không ngói đây gì ạ? Ngói, ngói. À ngói đấy, à? Gì ngồi, vui quá. Gì ngồi dùng Đức. Thằng Tư ơi. Dạ, Tư. Dạ. Mày ra mày ra tao dặn cái này. Trời, cái thằng Tư nữa chạy tao chóng mặt quá. Dạ. Này, dạ. Tao dặn mày nhá. Dạ. Gì cái Thảo ở dưới quê lên gì là khách quý ở nhà này đấy. Dạ. Ông yên chí đi. Con đi chợ hạ tiện lắm. Không, tao đâu có bảo mày như vậy. Ủa? Nhá. Sao? Tao bảo này, mày nghe này. Dạ. Mày đi chợ mua ngay cho tao một con gà mái tơ. Ôi trời. Nhá. Tôi nhớ rồi. Dì ấy lại thích lại ăn gà mái tơ luộc lên trong ăn với lá chanh. Không, chứ là gì. Ở bên này nữa mày mua ngay cho tao nửa cân miến mà loại ngon nhất ấy. Xong rồi về mày xào với lòng gà cho gì. Thôi bố mày ơi này, thôi khổ quá bác ạ. À, bố cái Thảo thôi, em lên đây chủ yếu là em thăm cháu thôi. Bác làm cơm gà cá gỡ thấy em ngại lắm. Không, chẳng mấy khi gì lên. Đúng rồi. Thế này nha, thôi hay là cứ tôm cá qua loa chứ thịt thả nó rườm rà lắm. Trời ơi, vậy vui tính quá. Tôm cá còn mắc quá trà thịt thả đó. Thế à, thế rồi mày nấu cho tao nồi canh rau đay xuông tao húp được rồi. Dạ. Con bố gì con nhớ một món mà dì thích lắm đó. Đây, mày qua đây, cả nhà xem cháu tôi nó nói cái món gì, ưng ý nhà món gì. Đu đủ xanh hầm với chân giò. Để làm gì? Dì ăn cho nhiều sữa. Ừ đúng rồi, nhiều sữa lắm ạ. Con khỉ này, tao chồng con đâu mà ăn cho nhiều sữa. Ôi, con đi nhầm. Măng khô ninh với chân giò phải không bố? Phải không gì? Đấy, mày nhớ những cái món đấy mà đi mua về nhá. Dạ, ông nói nghe nào. Sao tự nhiên hôm nay ông tốt bụng làm con chợt nhớ tới câu thơ quá. Thơ gì? Lòng từ bi chợt tới bất ngờ. Mày cứ cái thói mắc họng đi đấy. Dạ. Tiền bạc nó không có nghĩa lý gì cả. Trời đúng ơi. Không con? Dạ, vâng. Phải không gì? Vâng. Chỉ vâng. Có tình nghĩa mới là quý thôi đúng không ạ? Bố mày giải trí phải đấy. Sao hôm nay ông tự nhiên ông đưa con từ cái bất ngờ này tới bất ngờ khác làm con nghi ngờ quá. Tự nhiên nay ông nói chuyện tình cảm kỳ á. Mày liệu cái hồn mày đấy. À mà quên tao dặn mày cái này nữa. Dạ. Mua ngay cho tao một ít bánh trái. Về cho gì ăn trắng miệng mà lựa những cái thứ nào mà ngon nhất ăn mua đó nghe chưa? Bát thôi mà. Không chẳng mấy khi gì lên. Nhớ chưa? Dạ, con nhớ. Tao đi bảo lấy tiền chưa? Dạ. Thôi bác. Trời ơi. Ông vô lấy tiền. Mô Phật. Trời ơi. Hình như có điềm quá trời. Trời ơi. Tự nhiên sao? Bình thường kéo kiệt lắm, hôm nay rộng rãi vậy chắc có điềm sắp chết rồi sao á. Gì? Bố mày sao mà sang quá sang đây. Chẳng mấy khi gì lên. Đâm ra đây mày đứng rồi mày. Đây là bố mày rồi nuôi mày cứ thịt gà thịt qué thế này hèn chi lớn ơi là lớn rồi ơi đây. Quá trời quá đất đi mày nhỉ. Cái cháu tao xinh quá thằng ở nhỉ. Dạ, đẹp lắm gì ơi. Ôi trời ơi coi kìa, trời ơi xinh ơi là xinh. Trời ơi coi trời ơi, bởi người ta bảo mà mày người xinh thì cái bóng nó cũng xinh mà người giòn thì cái tính tình tinh nó cũng giòn mày nhỉ. Dạ tính tình. Gì? Hả? Cái tính tình tinh là gì vậy? Trời ơi mày chừng nào mày lấy vợ ở Bắc Kỳ mày biết cái tính tình tinh là cái gì liền. Rồi kỳ này con dứt khoát kiếm vợ Bắc Kỳ. Trời ơi coi, trời ơi mày coi này. Cái mông cháu ta này nó mẩy quá mày nhé. Mẩy âm gì? Hả? Mẩy là gì? Mẩy là nó tròn này. Trời ơi con ơi. Dạ. Tướng này là tốt lắm nha con nhá.
Tướng này tốt lắm, mày coi cái mông đấy, trời ơi, vừa bằng cái lòng bàn ấy. Trời ơi, bằng lòng, gì coi em coi cái mông coi giống cái lòng gì. Mày thằng ở mông mày như cái lòng chim ấy. Trời ơi. Này da đấy, con da con gái mới lớn có khác, cứ như da em bé này này. Trời ơi, gì da con giống da gì vậy? Da mày giống da con rắn già. Tôi chết tôi rồi. Ủa gì ông? Chết đi bố. Tiền bố mới lãnh lương về, bố để đồng giường bố đâu mất rồi? Cái gì? Hả? Bố có chết. Trời ơi, tiền bố để đâu mà bố mất? Trời ơi, bố mới lãnh lương về, bố bỏ trong cái phong bì, bố để cái gối dưới cái đầu giường bố, bây giờ không cảnh mà vai rồi. Ê bác ơi, sao mà tiền bạc bác lại để không cẩn thận, ai lại để dưới gầm giường là sao? Khổ quá chị ơi, lương công chức một tháng hơn 20 ngàn, bây giờ mất rồi, tháng nay chỉ có nước bố con mình ăn cháo chứ tiền đâu mà đóng gạo bây giờ con ạ. Có chắc là tiền bố để dưới chân giường bố không, chứ nhà mình có bao giờ mất tiền đâu mà bây giờ bố lại nói là mất. Không bao giờ mất, nhưng mà bây giờ mất đây này. Trời ơi, nhưng mà tao biết người lấy rồi. Hả? Ông biết người lấy hả? Ông nói đi. Có mà không chặt đẹp, không ăn tiền á, ông nói đi, thằng nào đấy? Mày. Hả? Mày lấy chứ không ai hết. Mày đưa ra liền. Ê, ông giỡn kỳ quá không? Đừng có giỡn vậy, kỳ có gì Thư mới lên nghỉ quỵ. Mày kỳ. Đưa ra ngay không có mày chết. Đừng giỡn vậy, ông kỳ quá không? Mày có đưa ra ai không? Không, ông đừng giỡn vậy kỳ quá không? Tao không có đưa mày. Mày tại sao ông muốn đánh con? Mày không đưa ra tao kêu cảnh sát nó bỏ tù mày hôm trước. Ông đừng nói qua con chứ, con không bao giờ lấy tiền hết. Ông nhớ không, con làm việc trong 2 năm nay rồi không bao giờ mất tiền hết. Thậm chí tháng trước ông nhớ nè, ở ngoài giường con lượm được cái bóp không mất đồng nào hết, rồi bây giờ tự nhiên ông nói qua con hả? Con muốn lấy đâu cũng là thiệt ông á, con muốn lấy mà. Mày con cái nè, Thảo đi ra đồn mời con clip đây. Tao nuôi mày ở trong nhà để mày cắn ăn trộm mà không ngờ tao lại nuôi chính thằng ăn trộm ở trong nhà. Bác em xin bác mà bác bình tĩnh đi, mất của thì một mất 10 ngờ, nhưng mà bác phải coi kỹ chứ còn lại nghi oan cho thằng ở thì tội nghiệp nó lắm bác ạ. Dạ đúng rồi đó, chị thư là bơ nói em con đi. Chị thư cô hai nói em có lấy tiền đâu cô hai. Bác con nhớ là kỳ đó bố có nói với con mà bố, mà anh Tư nào đến giờ thật thà lắm, có bao giờ lấy tiền nhà mình đâu mà bố lại nói anh Tư lấy tiền nhà mình bố. Con còn bênh nó nữa hả bố? Đi ra đồn mời cảnh sát vào đây cho nó vào tù. Bố nhưng mà bố ơi, bố có chắc không, từ sáng đến giờ ngoài anh Tư vào buồng của bố thì còn ai vào buồng của bố nữa không? Bác coi kỹ lại coi. Thì hồi sáng nay là chỉ có một mình nó vào buồng bố nó quét dọn thôi, rồi mới đây thì có con với gì vào. Con thì không lấy tiền của bố rồi, bây giờ chỉ có con. Ok bác Hoàng, bố trời ơi, bố ơi, trời ơi, tại sao bố lại nhắc tên dì Thư vào đây là thế nào? Dì mới từ cái sánh lên, chân ướt chân ráo, có biết gì đâu mà bố nói như vậy. Trời ơi, dì giận bố con mình chết bố ơi. Thì bố nhầm, bố nói vậy chứ. Bố có bảo là dì lấy tiền đâu. Chẳng dì ơi, dì Thư. Dì ơi, bố con nhỡ lời thôi mà bố con không có ý gì đâu. Không, bố, dì ơi. Dì biết bố mày lỡ lời. Nhưng mà dì không may, tự dưng lên đúng lúc cái nhà lại mất của thế này dì ngại quá. Không. Hay là dì xin phép con nhỡ lời thôi dì ơi. Tôi nhỡ nhời. Thôi dì bỏ qua cho dì, dì ngồi đây. Vâng, dì ngồi xuống. Nhưng mà như thế này dì ạ. Cái thằng này nó là người ở, mà nó không thành thật với tôi thì tôi phải cho nó biết tay tôi. Bố có gì ở đây con xin bố đừng có la toáng lên như vậy. Tiền của bố thì bây giờ bố đi ăn cưới đi, để con đi tìm vào tiền cho bố thôi mà. Ăn bố đi gì? Ăn cưới đi bố. Còn đồng mẹ nào nữa đâu mà đi ăn đám cưới. Cái mặt mũi bố mày như thế này đi chẳng nhẽ đi qua tay không à? Thôi bác ơi, nhà cửa bây giờ nó rắc rối quá, em ngồi đây em cũng ngại lắm bác à. Hay xin phép bác cho em đi về lại dưới quê. Không gì, ngồi xuống đây gì mà về thì bố con tôi ai nấy lắm. Dì lên đây mà chơi với bố con tôi là bố con tôi vui lắm rồi. Dì ngồi xuống đây đi. Dì đừng có ngại. À, tôi có cách rồi. Đấy. Thảo. Dạ. Con chạy ngay qua nhà bà Hợi cho bố. Thế làm gì hả bố? Bảo bà Hợi cho bố mượn 10.000, nói với bà là nhà mình có khách quý cần phải là tiếp đãi cho nó chu đáo nhá. Trời nhanh ơi. Lên. Ông đi mượn tiền đại khách quý ai mà nuốt cho trôi trời. Không bác ạ, vì em mà mang công mắc nợ, em không muốn đâu bác ạ. Thôi được rồi em. Hay gì, gì? Tôi đã bảo chị đâu, gì mới lên đây ngồi chơi ngồi chưa nóng chiếu mà gì về tội cho cháu nhé. Cái việc vay mượn là cái việc bình thường ấy mà. Thôi thả, đừng qua nhà bà Hợi, con qua nhà ông Tuất mượn cho bố 10.000, cái tiền lời ông lấy có 15% thôi. Chứ bà Hợi lấy đến 20% rồi nhé. Nhé đây Tư. Dạ. Mày đi theo cô Hai. Cô Hai đưa tiền đi chợ cho mày về nấu nướng tiếp gì xong là mày biết tao nhá. Cái tội mày tao còn để đó, tao biết chắc là mày chứ không ai nhá, mặc dù là có gì vào đấy. Ôi trời, bố, bác Hoàng, sao bác gì? Thôi được rồi, thôi bây giờ không gì không ở đây được đâu. Người gì nó cứ như lửa đốt đấy, không để gì vào thì lấy cái tay nải gì đi về đi bước cho gì vào. Gì
Gì? Bố ơi, con xin bố, bố ơi. Thảo, con vào trong buồng, con lấy giùm dì cái tay nải. Dì vào buồng bây giờ nó lại nhiều chuyện lắm. Đi đi vào bố, lấy cho dì đi con. Bố ơi, con xin bố mà. Gì? Dì cứ vào tự nhiên đi, tiền tôi nó mất hết rồi là còn đâu nữa mà dì phải lo. Dì cứ vào tự nhiên nhá. Bố. Dì cứ vào tự nhiên. Bố, con xin bố. Bác ạ. À, gì? Em thì quê mùa thật đấy. Nhưng mà em không ngờ bác ăn nói thế nào ấy, bác gì? Thay đổi làm sao ấy. Tôi được rồi, dì không cần tay nải tay đúng gì hết, mày buông ra cho dì về. Dì ơi, dì buông ra đi, dì đừng bỏ con. Dì không, buông ra cho dì về. Không, bố không có ý gì đâu mà dì ơi. Dì không chịu được. Dì ơi, dì buông ra. Dì cô hai, ông cô thiệt với ông, cô không có lấy tiền của ông đâu. Nhưng mà ông ơi, ông nhớ kỹ coi là tiền ở mỏ ở đâu, hay là ông ơi, hay là ông có cho bà nào ông quên không? Ông nhớ coi. Thôi mày không phải nói nhiều nữa. Dạ. Nhưng mà bố. Cái gì con? Tại bố hết á. Tại sao? Dì Thư với từ cái sánh lên, chân ướt chân ráo, không biết gì đâu mà bố mất một chút xíu tiền như vậy, bố lại làm toáng lên, làm cho dì Thư buồn bỏ về. Dạ đúng rồi đó ông. Bố không có nhớ là hồi mà mẹ mất, bố thì bị đổi ra miền Trung làm việc, phải gửi con cho dì nuôi không biết là bao nhiêu năm trời. Dì có bao giờ tính công tính cán gì với bố con mình đâu. Mà bây giờ chỉ có một chút xíu tiền đó thôi mà bố lại làm toán là như vậy, ai mà không động lòng. Thôi tiền của bố thì chỉ ở quanh quẩn ở trong nhà chứ không đi đâu đâu. Để con vào buồng tìm cho bố. Tìm cái gì? Bố có mất đồng nào đâu mà tìm. Bố nói cái gì? Bố nói là bố không có mất đồng nào cả. Tìm cái gì? Bố lại... Ông ông mới nói là ông không mất đồng nào hết. Đúng. Tao có mất đồng nào đâu mà hai đứa đi tìm. Con nói thiệt với ông nha, ông không mất tiền rồi tự nhiên ông nói con lấy tiền ông hả? Ông chơi vậy hả? Con thiệt, ông mà con nghèo thiệt à. Con nghèo như nghèo mà con có danh dự, con sĩ diện của con. Ông bắt đứng con cái gì hả? Con à, con còn trẻ quá, con không hiểu được đâu con à. Đấy là bố nghĩ ra cái kế để tống cổ bà về. Trời. Đấy. Nhá. Thấy cái thứ mà mang thúng, mang mẹt quà cáp lên đây làm cái gì? Bố thấy cái ngữ này là bố viết lên đây. Thế còn bày đạt là có chuyện muốn thưa bác. Chuyện gì? Thứ nhất là chuyện gì? Mượn tiền đấy gì? Phải không? Mà nếu không phải là mượn tiền thì ăn dầm nằm dề đấy. Bố con mình đài lưng ra nuôi cũng sạt nghiệp con ạ. Đấy. Cho nên bố mới kiếm cái cách đó là mà để bố đuổi bà về. Chứ còn cái lương tháng này bố đã lãnh mẹ đồng nào đâu mà mất. Trời ơi, ông ơi. Cô thiệt không ngờ. Con thì là bái phục ông, bái phục ông. Tao mà mày. Con không ngờ ông dùng cái mưu thần trước quỷ đó để phục vụ lòng keo kiệt của ông, rồi ông bắt đứng con như vậy đó. Bố, con cũng không ngờ bố lại nghĩ như vậy. Con đi tìm dì Thư đây. Này, cô hai. Dì quên cái gì đấy à? Em xin bác. Dì vào nhà đi dì. Dì vào nhà với con đi dì. Không. Bố con. Dì biết mà. Dì biết bố mày không có ý gì đâu, dì biết. Mà tại vì hồi nãy giờ bố mày làm dì lú lẫn, dì quên, dì có chuyện quan trọng dì... con à. Con. Dì biết là bố mày không bao giờ nghĩ gì hết. Bởi vì dì coi mày như con ruột của dì. Con biết mà dì. Dì ơi, dì không cần nói nhiều nữa đâu dì. Con mất mẹ từ nhỏ. Con biết là dì thương con như mẹ con thương con vậy. Mỗi lần mà con khát sữa, dì cõng con đi khắp làng để xin sữa. Rồi đến khi không có sữa thì dì quấy cháo lên cho con ăn. Dì nhớ mà. Con nhớ hết dì ơi. Dì nhớ mà. Dì ơi, con nhớ hết mà dì. Chị nhớ mày uống nước cháo mà mày lớn nhanh như thổi á. Rồi nhìn mày mỗi ngày một lớn thì tuổi đời dì cũng chồng chất. Đến khi bố mày về đón mày đi thì tuổi xuân dì qua rồi. Đến bây giờ dì chỉ có một mình mày thôi là ruột thịt. Dì ơi, chuyện quan trọng hôm nay dì muốn nói với con đó là dì có một mảnh vườn bà ngoại để cho. Dì chỉ để lại một tí ngô khoai dì sống thôi. Còn bao nhiêu dì bán. Dì bán dì cho con. Con không có cần cái gì đâu dì ơi. Dì ơi, con không có cần gì đâu dì ơi.
Thảo nghe dì nói này, dì bán gì cho ít tiền cho con đi, con đi lấy chồng có tí mà làm vốn con ạ. Đời con gái mà lúc lấy chồng dì con không cần đâu dì. Bến đục bến trong không con đến nào cần mà gì nữa ơi. Dì không cầm cho dì vui. Dì ơi không Thảo cầm cho dì vui. Dì không thôi thôi cầm dì đi thương nha. Thảo thì dì đừng bỏ Thảo dì được, ơi được rồi thôi dì về con ạ. Dì không thôi buông ra cho dì về. Dì về bé dù dì ơi dì đừng có bỏ con dì. Con xin dì không. Mà dì buông ra cho dì con về. Con xin dì không, dì đừng có bỏ con dì. Dì ơi bố đã từng dạy con tình cảm là trên hết, còn tiền bạc thì không có nghĩa lý gì, mà bây giờ bố lại dùng tiền bạc để mà đối xử với dì Thư như vậy. Bố, tiền của bố đây, bố tiền của bố đây, bố cầm lấy đi bố. Bố cầm nó đi bố. Dì ơi. Thảo. Dạ thưa ông chủ, qua câu chuyện vừa rồi tôi thấy tôi phải học ông chủ nhiều lắm. Tại vì chỉ có như vậy tôi mới tồn tại được trong cái xã hội này, một cái xã hội đầy dối trá này. Thôi thưa ông chủ, coi như là cái tháng lương vừa rồi tôi cho ông luôn đó. Dính miệng không? Và thời nhà Tống, các phái võ tung hoành trên giang hồ như trăm hoa đua nở. Chính phái hành hiệp cũng lắm, mà bàn môn tả đạo cũng nhiều. Đáng chú ý hơn cả là phái cổ mộ, mà bí kíp sư phụ truyền lại là phô sách Ngọc Nữ Tâm Kinh. Muốn luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, bắt buộc phải có một người nam và một người nữ, cả hai cùng khóa thân ngồi đối diện nhau, áp bàn tay vào nhau, nhưng tâm hồn phải tuyệt đối thanh khiết. Nếu không thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, làm liên loạn tâm hồn và thể xác. Đại đệ tử của phái cổ mộ là Lý Mạc Sầu, tâm niệm bất chính, lúc nào cũng muốn dành Ngọc Nữ Tâm Kinh để tập riêng cho mình. Trong khi sư muội là Tiểu Long Nữ, nhớ lời di huấn của sư phụ, quyết không để bộ sách ấy lọt vào tay sư tỷ. Trong thời gian khổ luyện võ công trong khuôn viên cổ mộ, vì hoàn cảnh đẩy đưa, Tiểu Long Nữ nhận một thiếu niên tên Dương Quá làm đệ tử. Ngày ngày thầy trò gần gũi, Dương Quá lớn dần theo thời gian. Hai người đã xóa biên cương tuổi tác, vượt cả tình cảm thầy trò để yêu nhau, mặc dù xã hội thời ấy gắt gao nghiêm cấm. Thời thế đẩy đưa,
Tiểu Long Nữ phải giả từ cổ ngộ bước chân ra giang hồ. Trên đường hành hiệp, Tiểu Long Nữ và Dương Quá gặp biết bao nhiêu sóng gió thập tử nhất sinh. Một trong những kẻ thù lợi hại là đệ tử đông đảo của phái Toàn Chân. Rồi Tiểu Long Nữ bị trúng độc hoa tình. Hai người phải chia tay nhau để Tiểu Long Nữ đi ẩn cư chữa bệnh. Hẹn sẽ tái ngộ 16 năm sau. Thời gian chậm trôi, hai trái tim cùng thao thức đếm từng ngày chờ đợi. Nhưng rồi buổi tái ngộ cũng đến. Ôi, còn cảnh nào xúc động hơn phút tương phùng sau 16 năm trường đang đẳng. Chim rừng ríu rít ca để chia sẻ, suối ngàn róc rách reo như chúc mừng đôi uyên ương nối lại tình xưa trong nắng ấm chan hòa. Mười sáu năm rồi đó nha. Mười sáu năm tao quyết tâm chờ đợi đợi cô Long rồi đó hả? Ngày hôm nay là ta hẹn hò cô Long tập tại đây. Mười sáu năm xa cách, mười sáu năm mà ta không dê ông nào hết, chỉ chờ đợi cô Long. Cô Long đẹp tuyệt trần của ta, đẹp mỹ miều của ta. Tới khi đó ta sẽ giang hai cánh tay này. À không, một cánh tay thôi. Một cánh tay mà đậm đà tình nghĩa. Ủa sao giờ này chưa tới? Không lẽ bị kẹt xe? Mít vững. Không lẽ giữa đường quan có cây mít? Cái gì mít? Ta té mà không chịu đỡ gì hết trơn, đau đến muốn chết mà. Anh tới lâu chưa? Cái gì vậy? Tôi tới lâu mà kệ tôi, bà té mà kệ bà, tự nhiên kêu tôi đỡ như vậy. Thôi đi chỗ khác chơi, tôi hẹn với đà tôi. Dương Quá này phải không? Ừ? Sao biết tên ta? Quá Nhi. Vậy? Tiểu Long Nữ đây. Cái gì? Cô Long đây, Quá Nhi. Ê, vậy chị? Bà nói lại coi. Bà là Tiểu Long. Bà diễu hay quá ha. Tiểu Long Nữ hả? Xin lỗi bà nha, bà là khủng long nữ đó bà, đừng nói giỡn hoài. Quá Nhi. Như vậy? Xa cách mới 16 năm, Quá đã nở thay lòng nửa dạ rồi sao? Ê, sao bà biết ta với lại cô Long xa cách nhau 16 năm? À, thì ra là bà quen bà Lý Mạc Sầu kể cho bà nghe chuyện tình của ta và cô Long phải không hả? Trời ơi, chính ta là Tiểu Long Nữ đây. 16 năm trước, ta trúng độc qua tình ở Tuyệt Tình Cốc nên phải đi ẩn cư biệt tích đó. Cái con mẹ Lý Mạc Sầu quá đáng mà, dám kể chuyện tình giữa ta và cô Long cho bà nghe. Quá Nhi, Tiểu Long Nữ đây Quá Nhi. Bây giờ chỉ còn có cách đưa bổ bối ra Quá Nhi mới chịu tin mà thôi. Ê, bổ bối gì? Quá Nhi có biết cái gì là quý nhất của phái cổ mộ không? Là Ngọc Nữ Tâm Kinh đó mà. Không sai, Ngọc Nữ Tâm Kinh lúc nào ta cũng phải mang theo bên mình, vì sợ sư tỷ của ta là Lý Mặt Sầu cứ mất. Đây, chỉ còn có cách ta đưa Ngọc Nữ Tâm Kinh ra, Quá Nhi mới chịu tin ta là Tiểu Long Nữ mà thôi. Bí quyết giảm cân dành riêng cho phụ nữ trên 50 tuổi. Ủa, cái này của ta không phải Ngọc Nữ Tâm Kinh đây. Trắng. Đỏ mà. Không, đỏ là Ngọc Nữ Tâm Kinh, còn trắng là cặp giò. Quá Nhi, bây giờ Quá Nhi tin là Tiểu Long Nữ chưa? Nè, bà phải khai cho thiệt nha, bà lượm cái này ở đâu vậy? Trời, bây giờ chỉ còn có cách là ta đưa một chỗ kín nhất của ta cho Quá Nhi tin. Thôi, đừng nha. Quá Nhi hãy xem. Lát ông tiền mà ta cần sức thức của nàng. Nè. Thì ra đây là Tiểu Long Nữ thiệt đó hả? Không sai. Trời, Tiểu Long Nữ. Quả Nhi, sao 16 năm xa cách, sao không chịu để đi mập như vậy? Không để mà được về sao? 16 năm trong cổ mộ an toàn là cây không đó. Cây gì? Cây sâm ngàn năm đó. Trời đất ơi, sâm ngàn năm ăn vô không đứt da là mai rồi đó hả? Biết vậy ta lấy Lý Mặt Sầu cho rồi. Ê, Lý Mặt Sầu và Cốc Khú Đế mà vẫn chưa có chồng sao? Nó khùng khùng tôi tưởng ai dám lấy hả? Quá Nhi, bây giờ chúng ta có thể đi xây tổ quy nguyên rồi. Đi Quá Nhi. Đi.
Quý Nhi, cái tay Quý Nhi đâu rồi? Bộ đuôi sao không thấy? Không thấy, đi là chém Quý Nhi của cô Lâm. Quý Nhi nói đi, cô Lâm chém chết mẹ nó luôn. Ê, không phải chém ta cả. Chứ tại sao? Cô Lâm biết không? Không. Ừ. Phải rồi, ta phải nói cô Lâm mới biết hả? Nói đi. Sau bao nhiêu năm xa cách, nhưng quá thương nhớ cô Lâm. Một ngày đẹp trời, thương nhớ cô Lâm không biết làm sao hết, đành kêu trời ơi thôi. Ta giang hai cái tay lên trời kêu trời ơi. Thì ngay lúc đó, một chiếc trực thăng bay ngang cán nát cánh tay của ta. Và từ ta thành đồng thủ đại hiệp đó hả? Đau lòng quá quá Nhi ơi. Còn cô Lâm, sau 16 năm xa cách, làm sao mà sống hả? Chuyện rất là dài dòng đó quá Nhi. Nếu không nhờ Medicare, có lẽ cô Long đã chết từ lâu rồi. Hả? Cô Long được Medicare hả? Để thì đừng có bất công cho ta mà. Ta cục ta như vậy mình lên cái chục lần chưa giải quyết đó. Mỗi lần đi bác sĩ phải trả tiền cash không luôn đó hả? Tại ta quen lớn đó quá Nhi. Quen với ai? Social worker. Quá Nhi biết không, một mình ta chữa bệnh rất là cực khổ. Cô Long không được ngủ trên giường, ta phải giăng một sợi dây trên hai gốc cây. Thôi đi bà ơi, ta ngủ trên sợi dây không vậy đó. Trời, thôi đi bà ơi, tứ bà vậy ngủ trên dây, dây nào chịu nổi? Dây cáp đó. Cáp gì? Tàu Titanic. Ờ. Thôi đi bà. Quá Nhi, rốt cuộc 16 năm xa cách, mình đã gặp lại nhau rồi. Mình có thể luyện ngọc nữ tâm kinh. À, luyện ngọc nữ tâm kinh. Mình có thể đối diện nhau. Đối diện nhau. Mình có thể cởi hết áo quần ra để luyện ngọc nữ tâm kinh để trở thành vô địch thiên hạ. Cởi hết quần áo ra luyện ngọc nữ tâm kinh. Thôi thôi thôi, thôi cô Long à, cô Long có thể nào khỏi cởi quần áo ra mà luyện được không hả? Tại sao? Tại vì cô Long mình cởi ra rồi ta có luyện ta sợ không thành ngọc nữ tâm kinh mà thành ngọc nam thần kinh đó mà. Lý mạc sâu. Hỏi thế gian tình là chi chi mà sống chết có nhau. Thiên Nam địa Bắc song phi nhà, lão thử kỳ hồi hàng thử, quan lạc tuyệt ly biệt khổ, tử trung canh hổ si nhi nữ. Ê cái bà kia. Hả? Bà nói gì tôi không hiểu gì trơn vậy bà? Trời ơi, ta nói ta còn không hiểu nó gì ngươi hiểu. Thì phim tàu nó nói sao tao nói y chang cho nó giống mà. Ê ngươi nghe, thím hai, thím hai, cho hỏi thăm thím 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 hai. Ê con mẹ này đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Ta như vậy mà kêu thím hai sao? Nè con nha đầu kia đừng có hỗn láo với ta nghe chưa. Đúng là có mắt mà không trồng. Tại vì mà kêu nha đầu sao? Im lặng, nghe ta hỏi. Hỏi gì? Nhà ngươi có thấy một cô gái trẻ, dễ thương, hiền lành, mặc đồ trắng từ trên xuống dưới giống như là một con ma vậy đó, đứng tại đây không? Tên gì? Tiểu Long Nữ. Ha, người đẹp đứng trước mắt mà không thấy. Ta là Tiểu Long Nữ đây. Hê, hey, đồ tiểu nhân bị ổ vô liêm sỉ. Đừng có nhận bài nhân bạn nghe chưa. Ê. Tiểu Long Nữ nhưng mà già dữ vậy. Ta này, sư tỷ của Tiểu Long Nữ. Ta là Lý Mạc Sầu 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 Sầu. Ta rất là rành Tiểu Long Nữ. Ê sư tỷ, xa cách mười mấy năm gặp lại không chào hỏi gì hết trơn, đòi đánh liền sao? Chơi thì chơi. Trời ơi, đúng là Tiểu Long Nữ rồi. Con này lúc nào gặp là nó muốn chơi không mà. Ê cô Long à, cô Long à, cô Long, để ta cô Long, cô Long. Lý Mạc Sầu, sau 16 năm xa cách, người hãy xem duyên quá đi, võ nghệ cao cường đây. Hỏi thế gian tình là chi chi mà khiến sống chết có nhau. Thôi mình đổi chiến thuật đi, đánh chi cho nó mệt. Trời đất ơi, bao nhiêu năm xa cách vẫn khùng như xưa. Như quá hả? Nói nghe nè. Gì? Đừng quýnh lộn chi cho nó mệt nghe. Bây giờ mình đổi đi nghe. Đổi gì? Mình ăn giày này ha, mình cho tình cảm đi. Tình cảm làm sao? Cho tình cảm cho nó dễ. Bây giờ bỏ con Tiểu Long Nữ đi nghe. Lấy em đi. Lấy. Rồi sao? Tại vì mình bỏ Tiểu Long Nữ lấy em, xong mình ăn cắp ngọc nữ tông kinh đó, xong mình lên núi mình luyện. Bởi vì luyện cái đó là phải cởi đồ. Trời đất ơi, luyện chung với em cởi đồ với em phê hơn với con mẹ già kia chứ bộ. Được không? Như là phải đó. Được không? Bắt buộc. Được rồi, ta sẽ quyết tâm để được ngọc nữ tâm kinh để cùng với Lý Mạc Sầu luyện cởi đồ. Cởi đồ xong luyện ngọc nữ tâm kinh. Nhớ rồi chưa? Được rồi. Thừa lúc sợ là phải chôn liền nghe chưa? À. Trời đất ơi, thiên nam địa bắc si nhi nữ. Trời chơi liền nghe, chơi liền. Trời đất ơi, hỏi thế gian là chi chi, tình là chi chi. Trời ơi, ta phải đi thôi. Nói này công việc nó khùng thiệt. Mình đỡ hơn nghệ kia. Được rồi, ta quyết tâm lấy ngọc nữ tâm kinh. Cô Long. Hả? Quá Nhi. Chuyện gì cô Long? Quá Nhi của em. Quá Nhi. Chuyện gì? Đứng lại.
Dữ quá, hôm nay là ngày tàn của nhà ngươi rồi. Đạo sĩ thúi kia, các ngươi đừng có vô lễ nha. Quế Nhi, chuyện gì? Quế Nhi nhắm đánh đổi bọn này không? Không để cho có lông. Một tay không lại, nhưng mà hai tay thì lại. Đúng. Tưởng ngươi cùng tay mà, quá ra ngươi xạo. Không xạo làm sao ăn được tiền tàn thật hả? Cũng nhờ luật sư giỏi. Muốn nhào vô không? Nhào vô. Sao nhẹ vậy? Tưởng bở hả? Cô Long, ra đây. Quế Nhi. Cô Long thấy chưa? Giang hồ hiểm ác, cô Long phần liễu yếu đào tơ, làm sao mà giữ được ngọc nữ tâm kinh chứ? Đưa cho ta đi, ta giữ cho cha. Không được Quế Nhi. Sư phụ trước khi chết có dặn rằng ngọc nữ tâm kinh là vật bất ly thân, lúc nào á cô Long cũng mang theo bên mình, vì sợ hở ra là có đứa lung manh nó chộp liền, nhất là con mẹ lấy mặt sầu đó, lúc nào cũng rình để ăn cắp hết đó. Ta biết rồi, nhưng mà giang hồ hiểm ác, còn cô Long thì liễu đào tơ, đưa người chữ cho. Không được Quế Nhi, em không dám làm trái lời di huấn của sư phụ đâu. Quế Nhi nè. Chuyện gì? Nhà Quế Nhi ở đâu? Đưa cô Long về tắm gội thay quần áo đi, 16 năm rồi chưa có được tắm đó. 16 năm rồi chưa có tắm, nhưng mà ta làm gì có nhà mà về ở. Thôi không ấy, ta đưa nàng đi mua theo nha. Đi đỡ đi. 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 16 năm chưa tắm. Quế Nhi, hay là mình vô nhà hàng seafood này cho cô Long ăn tô mì đi. 16 năm rồi chưa được ăn mì đó. Ê, cô Long à, mới ăn rồi ăn nữa hả? Nhưng mà cô Long thèm mì quá à. Thôi, được rồi, ta cho cô tội nguyện mà. Qua đây ngồi đi. Ai, ngồi. Chủ quán đâu? Chủ quán! Hey, thủ tàu chủ lên đây nào! Tổng tàu chủ lên đây, chủ quán! Sư quán chìa! Sư quán chìa quán chìa quán chìa quán chìa chìa quán chìa quán chìa quán chìa quán chìa quán chìa chìa. Quán Nhi! Quán Nhi nói tiếng gì vậy? Tiếng tầm. Tầm gì? Tầm bảy. Nó nói tiếng tầm ba, ta nói tiếng tầm bảy. Chuyện gì? Nói tiếng gì được không? Được. Chuyện gì? Được quá! Tưởng người chôn ở đầu, qua là người chôn ở đây hả? À? Sáng này, người huynh đệ tử của ta, tối nay không thể tha thứ. Quá Nhi, sao cánh Quá Nhi có 16 năm trời, mà võ nghệ Quá Nhi bây giờ quá là cao cường, xứng đáng là đệ nhất cao thủ võ lâm. Có gì đâu mà cao cường hả? Thời buổi này mà còn múa tới múa lui nữa. Cắt cục là xong ngay, uống trà đi. Dùng trà để cô Long. Quế Nhi. Xa cách Quế Nhi 16 năm, bây giờ mới được gần Quế Nhi. Cô Long uống không nổi đâu. Hay là bây giờ mình lên phòng đó, mình mướn một cái phòng honeymoon, rồi mình kêu room service đem thức ăn lên cũng được. Đi Quế Nhi. Cái gì? Đi cô. Ê, vậy là ta đã bỏ gối bột nở vào ly nước theo lời của Lý Mạc Sầu rồi đó hả? Tiểu Long Nữ sẽ phì ra thành khủng Long Nữ. Mình sẽ đoạt được ngọc nữ tâm kinh. Đây nè. Vô cùng khủng khiếp và đầy kinh dị. Vậy mình phải hy sinh. Không thể chấp nhận được. Bảo trọng. Hey,
Ôi trời ơi. Lý Mạc Sầu. Nhìn hai cái đũa ôm nhôm nhất dài thằng lò xu được là biết Lý Mạc Sầu rồi đó mà. Ớt nào mà ớt chẳng cái. Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng hả? Trời ơi, xui cho nào lấy bà này. Lấy bà này là chết với bà rồi hả? Còn hơn là gá đời mình cho khủng long. Quá nhi. Ê, ăn ớt kìa. Sao mũi? Hỡi thế gian tình lợi chi mà sống chết có nhau. Thiên nam địa bắc sông phi nhạn. Đúng là sao mũi rồi. Thôi sao mũi. Ê, bộ đi sửa sắc đẹp dữ lắm hay sao giờ đẹp quá vậy? Review chút đỉnh thôi hò. Ê, cái thiệt là quá đẹp đi mà. Trời ơi, nhớ ngày nào đó Quá Nhi chê ta nào. Đen thù lùi nè, ôm nhơm, ôm nhách nè, suông đục, rồi xua đuổi ta thậm tệ vậy đó hò. Ê, đừng có nói vậy chứ. Tại vì trước đây Dương Quá đúng là con mắt mà không trồng đó mà. Đúng rồi. Bây giờ ta mới phát hiện được là ốm bây giờ là mô đen đó hả? Ừ. Nhưng mà sao mũi à? Hả? Bây giờ chúng mình đi nha. Ta không cần Ngọc Nữ Tâm Kinh nữa rồi. Đi đi. Khoan đã. Tại sao? Ngọc Nữ Tâm Kinh đâu? À, Ngọc Nữ Tâm Kinh trong kia kìa. Nhưng mà có con khủng long làm sao ta chịu được. Thôi không, đi đi. Ta cần Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tại sao cần Ngọc Nữ Tâm Kinh? Ô kìa, Quá Nhi. Bộ Quá Nhi không muốn cởi đồ với ta nữa hay sao vậy? Cởi đồ đó hả? Ừ. Ở đâu ai lại không muốn. Nhưng mà cởi đồ bắt mới như Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đi đi đi. Không, ta cần Ngọc Nữ Tâm Kinh. À. À. Tự phóng thôi chứ. Má bà chằn nổi lên rồi. Nhưng mà bây giờ nhà ngươi muốn sao? Bây giờ ta muốn cởi đồ. Ta muốn cởi đồ. Thì Ngọc Nữ Tâm Kinh. Muốn cởi đồ phải có Ngọc Nữ Tâm Kinh hả? Vô lấy lẹ lên. Bây giờ ta phải hy sinh hả? Ừ. Chắc chắn nha. Lẹ lên. Cởi đồ uh-huh. Là phải lấy Ngọc Nữ Tâm Kinh. Cởi đồ. Chấp nhận hy sinh chứ không bao giờ chịu chết. Thành kính phân ôn. Chạy ra nữa. Sao chịu được? Ráng đi mà. Biết rồi. Nhưng mà không thấy gì trên giường ha. Thấy cái gì? Nguyên đống mỡ. Biết rồi, nhưng mà Quá Nhi ráng chịu đựng cái đống mỡ đó đi. Có muốn cởi đồ với ta hay không? Muốn. Được rồi. Bây giờ nha, Quá Nhi ta nói cái gì Quá Nhi làm y chang như vậy. Bởi vì ta nghi là cái Ngọc Nữ Tâm Kinh hắn giấu ở trong người. Lẹ lên. Hứa nha. Có Ngọc Nữ Tâm Kinh thì rồi cởi liền. Rồi động tác thứ nhất, nhào lên nằm cạnh. Lẹ lên. Nằm cạnh hả? Ừ. Lẹ lên. Cởi nha. Rồi lẹ lên thì giờ không có. Mất vệ sinh. Có Ngọc Nữ Tâm Kinh không? Không thấy Ngọc Nữ Tâm Kinh. Chứ thấy cái gì? Dùa heo. Bỏ đi. Trời ơi. Bỏ không? Không. Ngọc Nữ Tâm Kinh có thể ở đây nè. Quá, lẹ lên.
Êm quá, êm quá. Lại lên không? Ta đi bây giờ đó. Ôi. Đập quá. Cởi đi. Cởi hả? Cởi ra liền. Tại sao vậy? Cởi chi? Có Ngọc Nữ Tâm Kinh rồi thì cởi đi. Khoan đã. Để ta coi lại coi có đúng Ngọc Nữ Tâm Kinh không em. Để coi xíu nha. Trời ơi, Ngọc Nữ Tâm Kinh. Ủa? Sao chữ người cái trơn vậy nè? Sao chữ? Coi lộn rồi. Tiếng tạo là phải coi từ dưới đất coi lên. Coi gì dưới đất hả? Đạo. Không, cái sách nè. Vậy hả? Ngọc Nữ Tâm Kinh. Cởi đi. Phương pháp luyện tập Ngọc Nữ Tâm Kinh. Trời ơi, đúng rồi. Cởi đi. Cởi ra liền. Từ từ, để ta coi cái đã. Để coi nha. Động tác thứ nhất, người nữ giơ tay lên và tán thật mạnh vào mặt người nam. Đúng rồi, hay quá. Còn nam, động tác thứ hai, người nam có quyền bóp. bóp đậu ngay lỗ mũi của người nữ. Xưa cái này tu rồi sao trời. Làm thử coi đó. Rồi. Động tác thứ ba. Người nữ đứng xa người nam. Đưa chân cao lên. Trời ơi, đưa chân cao đã. Rồi. Đưa chân cao lên. Rồi cởi đồ ra. Dạ. Hả? À, đá sao? Sao? Đá vô giữa hai chân của người nam một cái bóp. Gì kỳ vậy? Trời đâu biết. Nó luyện là luyện vậy nè. Rồi cuối cùng, người nam. Người nam. Có quyền. Sờ. Hả? Vô chỗ. Hả? Bí huyệt đạo. Hả? Bí huyệt đạo ở đâu? Khoan. Có kỹ nha. Bí huyệt đạo. Biết rồi. Ngay lỗ tai của người nữ. Hay quá. Trời ơi, Ngọc Nữ Tâm Kinh này quá hay. Trời ơi, hay quá. Đúng rồi. Ủa? Đúng rồi. Ủa vậy con cái phần cỡ đâu? Hả? Phần cỡ đâu? Trời ơi, quá nhi. Cỡ đi phải từ từ mới cỡ được chứ. Không có liền hả? Về hang động mới cỡ được chứ. Giờ đâu vậy? Vậy ha. Để ta nói cho nghe nè. Sao? Bây giờ nhà ngươi đó. Cứ gì? Đi vô trong đây đi. Ủa? Quán Nhi. Quán Nhi nè. Trời ơi, con Long ngủ mấy giấc giờ này Quán Nhi mới vô. Thôi bây giờ ngủ tiếp nha, ngủ đi. Kiếm gì vậy? Ủa? Cuốn Ngọc Nữ Tâm Kinh của ta đâu rồi? Ê, tao không có lấy nha. Mất cuốn Ngọc Nữ Tâm Kinh rồi hả? Tìm coi. Đâu à? Đừng khóc, mất một chút sao mà đừng khóc nha. Ta đâu có khóc. Ủa, cái làm vậy? Ta đã cười. Mất đồ mà cười trời. Để con Lâm nói cho Quán Nhi nghe. Cái cuốn đó là cuốn giả. Hả? Cô Lâm, cái cuốn là cuốn giả. Mà để cô Lâm nói cho Quán Nhi nghe rồi nha. Cái cuốn đó đó, ai mà lấy được đó nha. Mà tập á, là sẽ bị điên tửng, bị tẩu quả nhập ma luôn. Gì? Ừ. Ai mà tập cuốn giả đó sẽ bị điên tửng, tẩu quả nhập ma. Trời ơi, cô Lâm. Vậy còn cuốn Ngọc Nữ Tâm Kinh thiệt bỏ đâu vậy? Trời ơi, ta cứ một chỗ bí mật khác rồi. Cái gì hả? Vậy đi lấy. Thôi, sao bây vậy? Giờ ta với ngươi ngủ đi rồi sáng mai đi lấy. Nhưng đằng sau. Hả? Bà đang làm gì quá Nhi? Hỏi cái gia, tình là chi mà sống chết có nhau. Thiên Nam bị bắt sông Phi Nhạn, hải thử hàng hồi, hào thử. Ngọc Nữ Tâm Kinh, trời ơi, luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, cởi đồ ra. Mà Nam, bóp, mũi nữ, ta chịu đâu có thấu, ta điên. Rồi trời ơi, cởi đồ ra. Luyện, nam, rờ, lỗ tai nữ. Trời đất ơi, ta chịu đâu có nổi, ta điên. Bây giờ làm sao? Thấy chưa Quán Nhi? Không, ta nói với ngươi rồi, ai mà tập được cái cuốn đó là sẽ bị điên. Bị tẩu quả nhập ma như bả đó, thấy không? Ghê vậy. Ta điên trong vườn qua tình ái chứ bộ. Trời ơi, vậy thôi bây giờ ta với ngươi đi lấy cuốn thiệt xong cởi quần áo ra rồi tập nha. Cái gì?
cô Long cởi quần áo ra. Ngọc nữ tâm kinh. Thôi ta chẳng thà lấy bà điên chứ không lấy khủng long đâu. Ôi trời ơi, vậy là ngươi không chịu hả? Vậy thôi để ta tự cởi ra. Ê, 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 ê.